Đà Phật. Nghĩ dịp đời xưa gặm việc nay, ai người truy kỷ ai là ai? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị đồng đạo thân kính, thì đêm nay chúng ta sẽ tiếp tục tâm sự chia sẻ thêm qua cái phần bài tám điều đăng cấm. Thì đêm nay chúng tôi sẽ tiếp tục trình bày qua thêm hai điều đăng cấm nữa, đó là điều thứ tư và điều thứ năm. Thì trong cái phần chia sẻ qua tám điều đăng cấm thì hôm nay cũng là cái đêm thứ ba, cái phần đầu chúng ta chia sẻ qua điều đăng cấm phần đầu, điều đăng cấm thứ nhất. Thì đến đêm lần sau thì chúng ta tiếp tục chia sẻ qua cái điều đăng cấm thứ nhì và thứ ba. Và đêm nay thì chúng tôi sẽ gặp gỡ quý vị để chúng ta tiếp tục chia sẻ qua cái điều đăng cấm thứ tư và thứ năm. Thì cũng mong rằng quý đồng đạo xa gần thì quan tâm, thì theo dõi những gì chúng tôi chia sẻ theo cái sự hiểu biết của mình trong cái quá trình tu tập cũng như nghiên cứu trong cái cuộc đàn đạo chúng tôi. Thì trở lại qua điều đăng cấm thứ tư mà Đức Thầy dạy: ta chẳng nên kêu trời Phật thần thánh mà sai hay hoặc nguyền rủa, vì thần thánh là không can phạm đến ta. Thì khi mà chúng ta đọc qua cái nguyên văn của điều đăng cấm thứ tư này thì quý vị cũng thấy được rằng ở đây Đức Thầy muốn răn chúng ta về cái khẩu nghiệp. Bởi vì cái miệng lưỡi con người thấy đơn giản như vậy, chứ thật chắc ra cái miệng lưỡi con người chúng ta nó tạo nghiệp, phải nói rõ nó sinh ra cái nghiệp rất là nhiều so với thân và ý. Bởi vì thân nghiệp thì chỉ sinh ra ba điều ác, ý nghiệp cũng vậy, sinh ba điều ác, nhưng mà khẩu nghiệp thì lại bốn điều ác. Và trong khi đó thì khi Đức Thầy bàn luận về lời khuyên bốn đạo thì Đức Thầy cũng đã khẳng định là: nhưng Thầy xét lại, khẩu nghiệp của các trò còn nặng nề hơn hết. Thì phải nói rõ là đây là cái điều mà chúng ta cần phải suy gẫm. Như vậy thì hôm nay là một cái người tín đồ đạo Phật giáo hòa hảo, thì khi mà chúng ta bước vào đạo thì mình phải hết sức là cẩn thận về cái miệng lưỡi của mình. Tín đồ cùng các chư tăng từ rài sắp đến nói năng chọn lời thì chúng ta cũng phải hết sức là cẩn thận. Như chúng tôi cũng thường nói vui, nhưng mà thật chất là vậy ở các cái phiên thuyết giảng. Thì hôm nay chỉ cần đồng đạo chúng ta tu ngay cái miệng của mình là mình đắc đạo được một nửa quý vị. Cũng vì cái miệng của mình mà nó lôi chúng ta trở lại con đường ác, và nó sanh ra quá nhiều cái nghiệp, nó không hết. Tuy nhiên thì hôm nay Đức Thầy răn dạy chúng ta điều đăng cấm thứ tư này, thì Đức Thầy không cho chúng ta kêu trời Phật thần thánh mà sai hay hoặc nguyền rủa. Thì Phật thần thánh và trời Phật thần thánh thì đây là những cái vị phải nói rõ là siêu hình, cao thượng, bậc bề trên mà chúng ta cần phải học tập, cần phải noi gương các ngài. Và hàng ngày chúng ta đã thọ nhận cái được các ngài nhỏ cho chúng ta những cái miếng phước để chúng ta có được cuộc sống tốt đẹp. Tuy vậy, con người thì đa phần ai cũng, nếu nói về tâm linh đó, thì đa phần ai cũng kính trọng trời Phật thần thánh. Tuy nhiên cũng có một số thì người ta cũng không tin về thần quyền, người ta không tôn trọng. Nhưng đó là cái chuyện của xã hội. Còn đối với chúng ta là người tu thì Đức Thầy đã dạy rất rõ rồi, chúng ta phải tôn trọng các vị này. Và nên nhớ một điều rằng khi hôm nay mà chúng ta lỡ miệng lỡ mồm xúc phạm vào các cái vị này thì xin thưa rằng cái tội
rất là nặng. Ở bên nam thì thường thường lại rơi vào những cái tiếng đệm, thí dụ như mình nói nôm na là cái tiếng mà gần như nó dậm vào cái câu nói của mình đó, gọi là tiếng điểm đó. Thì thay vì chúng ta chưa tu thì mình điểm sao cũng được, nhưng bây giờ mình tu mình kêu là chàng ơi sao vậy đó hả vậy đó, thì cái đó là những cái tiếng điểm hàng ngày, cho nên là chúng ta cũng phải hết sức là cố gắng. Thì bây giờ về cái mặt thô thì có lẽ là chúng ta không dám sai ông trời, ông Phật, ông Thần, ông Thánh hết trơn, nhưng mà về cái mặt tế ở bên trong đó, cái hàm ý bên trong đó, mà khi mà trong cái cuộc sống hàng ngày vậy nè quý vị, rồi nhiều khi mà chúng ta sai mấy ổng mà chúng ta không hay. Có những lúc mà chúng ta đang sai mấy ổng mình không hay. Ông trời ơi sao hôm nay ông nắng vậy? Ông trời ơi hôm nay sao mưa vậy? Ông trời ơi sao mà ông u ám này kia thế này thế khác? Thì rõ ràng đó chúng ta đang sai ổng. Mà những sai đôi khi mà chúng ta cũng nguyền rủa ổng đó, nguyên rủa bằng một cách khoa học, sao lúc nãy nó mưa hoài, mưa dầm về rồi bão tố này kia nọ. Thì những cái lỗi vô tình đó thì tôi thiết nghĩ rằng trong cái cuộc sống chúng ta ưa phạm phải, hoặc giả là khi gặp một cái chuyện gì đó nó trái ý, nó nghịch lòng, rồi nhiều khi là chúng ta tỏ ra bất mãn các vị thần thánh. Tại sao không độ tôi, không giúp tôi, để tôi khổ thế này. Nhưng mà kỳ thật ra những cái sự việc đến với chúng ta hàng ngày thì hoàn toàn do cái nghiệp lực của chúng ta gây tạo. Đối với các ngài thì các ngài cũng phải bó tay thôi, các ngài đâu xen vào chuyện của ta được. Bởi vì những cái vì đó, những cái chuyện gì đó mà ta gây tạo ở trong cuộc sống như tinh thần nhân quả, thì chúng ta tạo lành thì hưởng lành, mà chúng ta làm dữ thì hưởng dữ. Giờ này chúng ta có than thân trách Phật, có than trời than đất, thì xin thưa rằng là không đạt kết quả. Cho nên thì đó là một cái số khái niệm mà chúng ta lỡ mồm lỡ miệng kêu gọi các ngài, có nghĩa là do cũng do cái tâm sân, chúng ta không kịp cái cầm lòng, không kịp suy nghĩ, cho nên mới có những cái câu nói đó. Rồi cái thứ hai nữa là về cái phần giới nữ thì bình thường thì dịu dàng hiền hậu lắm đối với mấy bà đó. Nhưng mà khi mà có cái công việc gì mà con cháu nó làm cho mình trái nghịch lòng đó, thì chúng ta lại gọi là vợ chứng ha. Tức là có những cái câu nói phải nói rõ là trù ẻo, nguyền rủa đó. Chư thánh thần đâu có mất lòng mà kêu réo đông tây nam bắc. Mấy câu trên toàn là rồng rạc những đàn bà khoe khắc cháu con, kể từ nay phải giữ cho tròn, không chừa dứt các mang tay ách. Trên thầy mới dạy thêm là lựa đề lời tiếng dịu dàng trong sạch, khi thốt ra đoan chánh hiện tự, tích thiện thì, tức là nói lời thiện, chứa lời thiện thường có phước dư, bằng tích ác quả ương đeo đám. Nếu chúng ta nói là ác, đó là hung dữ, thì xin thưa rằng quả nó đến, phước nó mất. Cho nên nói đến đây chúng tôi mới nhớ lại, thì theo lời kể lại của đồng đạo Đặng Thành Tụ, thì khi Đức Thầy đang ở Tố Đình, trong những cái năm đầu, ngày đầu lập đạo, thì đang trong cái buổi trò chuyện thuyết pháp đó, thì Đức Thầy lại kêu lớn lên: đem đi đâu vậy? Mượn người ta bắt thì mang ơn người ta chết. Thì gần như các vị tiền bối của mình, các vị đồng đạo cao niên của mình, thì không biết Thầy đang nói ai. Thì vừa dứt tiếng thì ở ngoài có một cái bà lão cũng đứng tuổi rồi, bồng một cái đứa trẻ trên tay, nói: Thầy ơi, Thầy cứu giùm cháu nội của tôi. Thì bà lão, Đức Thầy nói: thì đem đi đâu vậy? Mượn người ta bắt thì mang ơn người ta chứ. Thì bà lão bà mới nói rằng: hôm qua đó mẹ của cháu vì giận quá cho nên dùng những cái lời chù rủa, thì khi mà ngủ rồi sáng dậy cháu nó gì nè. Có nghĩa là giống như chúng ta nói cái đại ý là mình hiểu rồi, mẹ nó giận nó quá cho nên dùng những lời chù rủa, cho nên thì mẹ ông bắt thiệt. Thì nói thì nói vậy chứ Thầy đâu có kêu, đâu có đi đem về. Thầy mới kêu ẩm nó qua trước cửa, tức là ở trước phía trước ngôi Tam Bảo đó. Thì Thầy mới kêu nguyện giái ăn năn sám hối, và Thầy mới lấy giấy vàng với nước cúng cho uống, và từ từ đứa bé nó bình phục. Thì đó là cái chuyện có thật trong giai đoạn Thầy khai đời mở đạo. Thì những cái chuyện này mà chúng ta thấy ở theo cái chòm xóm mình thì cũng không lạ lắm. Cho nên hôm nay chúng ta là người tu, thì nhất là cái lúc mà chúng ta nóng giận đó,
lúc mà nổi cáo lên đó, khi mà con cháu hoặc là cái gì đó mà gần như là nó làm sai đó, thì tôi mong rằng quý vị chúng ta cũng hết sức là phải nói rõ là lưu ý đó, để chúng ta giữ kín cái miệng của mình ha, đóng kín cái miệng của mình, thì như vậy thì chúng ta mới không phạm vào khổ nghiệp và chúng ta mới giữ được điều cấm thứ tư này. Cho nên đại để lại điều đăng cấm thứ tư, Đức Thầy muốn nhắc nhở chúng ta phải giữ kín cái miệng, giữ gìn cái khẩu của mình. Thứ nhất là chúng ta nói lời thơm tho, và cái thứ hai là chúng ta không đụng phạm bậc bề trên, những cái bậc mà phải nói rõ chúng ta gọi là thầy, những cái bậc mà chúng ta gọi là ông, những cái bậc mà chúng ta phải nói rõ là hết cả cuộc đời đem cả tâm cơ trí não để tôn kính các ngài thì nó không hết. Thì đó là cái đại để ở điều đăng cấm thứ tư thầy dạy. Thì tiếp theo chúng tôi sẽ trình bày luôn điều đăng cấm thứ năm. Thì nguyên văn điều đăng cấm thứ năm thì Đức Thầy dạy rất rõ: ta chẳng nên ăn thịt trâu chó bò, và không nên sát sanh hại vật mà cúng kiến thần thánh nào, vì thần thánh không bao giờ dùng hối lộ mà tha tội cho ta. Vì nếu ta làm tội sẽ hưởng tội, còn những hạng ăn đồ cúng kiến mà làm hết bệnh là tà thần. Nếu ta cúng kiến mãi thì chúng ăn quen sẽ nhiễu hại ta. Kính thưa đạo, như vậy thì qua điều đăng cấm thứ năm này thì Đức Thầy muốn nhắc nhở những đồng đạo còn ăn chay kỳ. Thì đây là giai đoạn sơ cơ năm 1939 khi Đức Thầy ra đời mở đạo, thì quý vị biết rằng đa phần đồng đạo chúng ta ăn chay 4 ngày. Vì cho nên đến năm 45 mà khi viết quyển Tâm Lý Hành Đạo thì Đức Thầy viết luôn 8 điều đăng cấm ở đây. Thì Đức Thầy muốn nhắc nhở những đồng đạo nào còn ăn chay kỳ thì tránh giùm ba con vật: trâu, chó, bò. Ba con vật này không được ăn thịt nó. Tại sao không ăn được? Bởi vì ba con vật này, thứ nhất là nó là một cái nhóm động vật hiền, một những con vật nó hiền. Cái thứ hai là những con vật này nó có một cái gần như một cái tâm linh, một cái sự cái linh trí của nó đó, nó gần như nó gần giống con người, nó có một cái gần như có một cái trí sáng, cái sự giác ngộ, cái sự hiểu biết đó, thì theo tôi nghĩ rằng thì nó cũng không thua kém người bao nhiêu. Và cái thứ ba nữa, những con vật này là toàn những cái con vật là phải nói rõ là nó giúp ích cho con người. Con trâu, con bò thì đồng đạo biết rồi, nó giúp cho chúng ta cào ruộng, rồi giúp cho chúng ta cày cấy. Cho nên nếu nói góc độ nào đó thì con người của mình rất là cảm ơn các loài vật này. Dầu rằng ngày giờ này cơ giới hóa nông nghiệp gần như giờ này không có còn dùng sức trâu sức bò nữa mà dùng bằng máy móc. Tuy nhiên những cái thế kỷ trước, những cái lúc mà khai nông đó, khai mở nông nghiệp cũng như là ruộng rẫy đó, thì nếu không có con trâu con bò thì ông cha chúng ta không thể nào mà có khả năng mà để phá quan cày ruộng để có cái nguồn nông sản, và đó cũng là những cái nền tảng mà sau này phát triển trên nông nghiệp giống như các ngành nghề khác như giờ này chúng ta đã thu hoạch. Như vậy thì nếu nói góc độ nào đó thì dân tộc Việt Nam nói chung, chứ không phải riêng về tôn giáo đâu, đáng lẽ ra góc độ nào đó là dân tộc Việt Nam chúng ta đó, là những cái dân tộc tính, những dân tộc phải nói rõ là gọi là uống nước nhớ nguồn đó, ăn quả như kẻ trồng cây. Thì đây cái chỗ này muốn nói chỗ này. Vậy thì nói góc độ uống nước nhớ nguồn, ăn quả như kẻ trồng cây, thì con trâu con bò hôm nay mà khi chúng ta ăn một cái qua trái nào đó, ăn một hạt gạo, thì nếu mà nhìn sâu hạt gạo thì trong đó thì thấy rằng có cái công sức con trâu con bò vào cái thời của ông cha ta, thời chưa có máy móc, chưa có văn minh, thì nhờ con trâu con bò này cài cuốc nè, rồi cài xới nè, rồi kéo lúa về chúng ta. Lâu đó không có máy tuốt công nhận, trâu con bò nó dặm ra là lúa nè, rồi kéo về nhà nè, vân vân. Thì nói chung là mọi thứ. Cho nên cái người mà tinh ý một chút, người ta có một cách nhìn về tương lai đó, thì gần như người ta rất là tôn trọng các loài vật này, con trâu con bò. Cho nên hôm nay người tu chúng ta thì Đức Thầy muốn nói ở đây để cho chúng ta quay về với cái gọi là cái sự đền ơn đáp nghĩa. Còn con chó thì quý vị biết rồi, thật chất ra thì con chó thì cái nhiệm vụ của nó, cái đặc tính của nó thì là giữ nhà. Nhưng mà lại một cái đặc tính đặc biệt con chó là nó trung thành với chủ lắm quý vị ạ. Phải nó rất là trung thành với chủ.
Dầu rằng gặp những ông chủ thô bạo, cọc cằn, nóng nảy, đánh đập nó cỡ nào, nhưng mà không bao giờ nó phản chủ. Và một điều mà chúng ta thấy được là đối với con trâu, con bò, đối với con chó không gì nó phản chủ. Đánh nó cỡ nào, nó sủi chân cỡ nào, nó đi cỡ nào, nhưng mà cuối cùng cũng trở về nhà thôi. Cho nên thì mình thấy rõ được cái tánh linh nó, dù là nó không nói chuyện với con người chúng ta, nhưng mà nó phải nói nó có một cái mức độ tiến hóa. Thì theo tôi nghĩ rằng đó, nếu mà nó làm tròn cái nhiệm vụ của nó trong một kiếp hoặc hai kiếp thì nó cũng có thể thành người để nó tiếp tục tu hành, chứng được các cái quả vị giải thoát. Cho nên hôm nay đối với các loài vật này, Đức Thầy không cho chúng ta ăn. Như vậy thì qua điều đoạn cấm thứ năm này, chúng ta thấy hai ý rõ ràng. Nếu như ăn thì Thầy không cho chúng ta ăn các cái con vật còn gọi là các cái người ơn của mình. Cũng giống như trong Ác Sát Sanh, Thầy cũng dạy rằng là tức là ta chẳng nên sát hại các loài gia súc như trâu, bò, ngựa, chó, mèo, vì chúng đã giúp ích cho ta trong các công cuộc sinh hoạt hàng ngày. Nó rộng hơn nữa, trâu, bò, ngựa, chó, mèo nó rộng hơn, đây là trâu, chó, bò thôi, còn kia còn rộng hơn nữa. Hả? Thì nó không hết. Thì ý thứ nhất muốn nói là ăn thì chúng ta phải cử tiệc các cái con vật giúp ích cho đời. Còn vế thứ hai là cúng, thì đặc biệt nói đến cúng, chúng ta không được quyền sát sanh một cái loài vật nào để cúng tế. Quý vị biết rằng trong giai đoạn Đức Thầy mở đạo ở vào năm 39, đến những năm sau đó, thì quý vị thấy rằng xã hội lúc bây giờ băng hoại. Các ông thầy bùa, thầy pháp thì nổi lên khắp nơi, nhân tâm thì ly tán, thì ổng thì gần như là bày ra sự cúng kiến lễ mễ mê tín mà để ru hồn người. Cho nên lúc bây giờ Đức Thầy ra đời mở đạo, Thầy mới chấn chỉnh lại chủ gia, cả lại người quỳ làm chuyện dị kỳ giả dối hay không, tức là đem con heo sống mà dưng làm gì đó, chủ gia cả lại người quỳ làm chuyện dị kỳ giả dối hay không. Nếu không thì trả rằng không bằng hồng có, nếu không thì trả lời không bằng hồng có dối, tức bằng là có dối thì hồng sửa đi. Mà Đức Thầy đã dạy rất rõ. Như vậy thì chúng ta phải nhận định được một điều rằng đó, thần thánh không dùng đồ cúng, không có dùng những cái đồ cúng kiến này, tức là không dùng đồ cúng kiến này mà có thể làm thay đổi cái tội lỗi chúng ta được. Nói nôm na là Thầy dùng cái từ là thần thánh không dùng hóa lộ. Chúng ta làm tội thì hưởng tội, làm phước thì hưởng phước. Bởi vì đấng thần minh công bình trực giả đâu ăn lo đổi quả làm mai, mở tâm linh nghĩ đến đoạn này điều quả phước ấy cơ báo ứng. Mà Thầy rất rõ trong Ác Sát Sanh. Cho nên Đức Thầy cấm chúng ta, không cho chúng ta sát hại sinh vật để cúng tế. Như vậy thì nếu như chúng ta vô tình hoặc cố ý sát hại sinh vật cúng tế trong khi chúng ta đang gặp tai nạn, đang đau ốm, đang bệnh hoạn gì đó, thì nếu chúng ta cúng như vậy thì gần như gọi là nghiệp trồng nghiệp, tội trồng tội, gọi là quả bắt lành chưa trả dây thêm. Giả sử như chúng ta đang bệnh là nghiệp rồi, đúng không? Mình lại dội vàng nhẹ dạ dễ tin theo lời ông thầy bà cô nào đó, là chúng ta phải mặn con gà, làm con vịt, viết con heo, viết đem cái thủ dĩ gì đó để về chúng ta cúng kiến, thì rõ ràng là nghiệp chồng nghiệp. Cái nghiệp cũ chúng ta không chịu ăn năn phước điền tạo tác, mà lại chúng ta lại sát sanh hại vật để cúng nữa, thì chúng ta lại gây thêm một nghiệp nữa, trong khi nghiệp cũ chúng ta chưa trừ. Ha. Cho nên thì nói như vậy, nhưng thật chất ra thì ngày giờ này nó đỡ lắm đồng đạo. Ở đây là tôi nói trong cái mặt bằng của cộng đồng. Bởi ngày nay thì cái tính khoa học nó phải nói rõ là nó đã phủ trùm cả cái quả địa cầu này. Người tu cũng vậy, người chưa tu cũng vậy. Thì nói đến cái vấn đề mà sát vật để cúng tế thần thánh đó, thì gần như nó giảm đáng kể rồi. Hơn thế nữa, các ông thầy bà cô mà dị đoan mê tín ngày xưa thì gần như hầu như tuyệt đường rồi. Tức là không có truyền thừa, giờ này thì rất là ít rồi. Chứ không phải như những thập niên trước đây mà không có bệnh hoạn ốm đau rồi chúng ta đi coi thầy, thì ông thầy nói là bị người này bị thánh thần bắt, rồi bị ông địa, ông tà bắt, rồi bị dông cô, tổ cô, mẹ sanh gì đó, thì buộc phải về cúng kiến lễ mễ vân vân. Thì tuổi tôi còn biết vấn đề này lúc tôi còn nhỏ. Nhưng mà giờ này các cái đứa nhỏ mà nó sinh ra nó đau ốm đó, thì bậc cha mẹ không có còn đi coi thầy mà đi bệnh viện. Chứ ngày xưa hôn nóng đầu một chút đi coi thầy, cái bà cô bảo nói, bà thầy bảo nói bị bà mẹ sanh quở rồi, nấu mâm cơm canh, món vịt gì đó thì cúng kiến nó hết. Giờ này thì vấn đề này nó giảm rồi. Và tại sao không cúng?
Bởi vì Đức Thầy lý giải thêm, thứ nhất là thần thánh quan hối lộ, nếu mà cúng nhiều ông độ nhiều, cúng nhiều ông cho phước nhiều thì đâu còn gì là công bằng. Và cái thứ hai ông xác định thêm, ông lý giải thêm, chúng ta hiểu rằng đó, những cái gì mà ăn đồ cúng đó thì đa phần là tà, tà thần chứ không có thánh, không có chánh thần. Mà tà thần thì khi mà chúng ta cúng đó, ăn được đó, một lần ăn hoài theo nó phá chúng ta hoài, bởi chúng ta nhẹ dạ. Cho nên mình phải khẳng định ngay ở giai đoạn đầu tiên chúng ta phải có chánh tính, ăn chúng ta không được thì nó rút lui. Cho nên là chúng tôi cũng khi nói về lục đạo đó quý vị, mà bàn qua cái vị Atula đó, có lúc thì tôi nói là thấp hơn người, tức là có trời có người, Atula địa ngục, ngạ quỷ địa ngục súc sanh, có những lúc thì chúng tôi đưa Atula cao hơn người. Bởi vì trong các cái vị thần của cái cõi Atula đó, tức là cõi vô hình đó, thì ở trong đó nó có hai hạng. Một là các vị chánh thần, thì các vị này là được Ngọc Đế sắc phong, các vị này họ tu lắm á, và cái tương lai họ sẽ cao chúng ta một bậc, mà trong hiện tại họ vẫn cao chúng ta một bậc. Thì các vị này thì họ rất là ủng hộ nhà tu chúng ta, và hàng ngày chúng ta cũng phải noi theo gương họ. Mà Đức Thầy cũng có dạy chúng ta trong bài quy y đó, trong cái bài mà chúng ta đọc nguyện đó, thì trong đó các vị sơn thần, các vị năm non bảy núi, thì đó cũng là các vị Atula đó. Và cái thứ hai nữa, thì bên cạnh các vị chánh thần thì cũng có các vị tà thần. Giống như cuộc sống hàng ngày cũng có người quân tử, có kẻ tiểu nhân vậy đó. Cái người quân tử mà khi thác đi thì nếu như mà không được giải thoát mà được cái theo nguyện lực đó, thì làm những cái vị thần chân chánh. Còn kẻ tiểu nhân mà dầu họ không làm ác, nhưng mà họ lỡ họ rơi vào quả thần, quả Atula, thì họ cũng là kẻ tiểu nhân. Tức là cái mầm móng sản sinh, giống cuộc sống hàng ngày chúng ta cũng vậy. Như vậy thì cái với cái ý thứ hai muốn nói đây, các vị Atula thì một số thì chánh thần và một số tà thần. Thì nếu nói cái hạng tà thần này là những vị này nó còn sân si lắm, còn nóng nảy lắm, còn nhỏ mọn lắm, và đặc biệt thì còn ăn đồ cúng, thì các vị này thì thấp hơn chúng ta một bậc. Thì cho nên cái đặc tính của các vị này mà nếu ai cúng cho họ thì họ theo họ đòi hoài. Mà Đức Thầy dùng từ đáng quen, nó nhiễu hại ta, đòi mình hoài rồi riết rồi mình là làm tay sai cho nó luôn. Mà khi mình làm tay sai cho nó là mình đi xuống, mình là loài người, mình phải cao hơn họ chứ, cao hơn những cái vị tà thần nè. Mà nếu chúng ta làm tay sai cho nó là chúng ta chấp nhận đi xuống để phụng sự cho họ. Cho nên ở đây Đức Thầy kéo chúng ta lên, không cho chúng ta đi xuống, kéo chúng ta lên. Cho nên giàu cũng muốn giàu không thì đó, chúng tôi chỉ lý giải thêm về một cái số vấn đề liên quan đến gọi là các cái về tâm linh, về cái thế giới vô hình. Giống như đoạn khác thầy dạy là lưỡng thần ghi chép liên miên, nào tỏ nào phước với miên chân giác. Vậy thì lưỡng thần là hai cái vị thần gọi là gia giác chúng ta, thì hai vị thần này là chánh thần. Đó, hai vị này được Ngọc Đế sắc phong làm cái nhiệm vụ là đi tội phước, thì hai vị này là hai vị mà chúng ta cũng phải đáng nể, là gọi là quân minh đó, tức là rất là công bằng chiến trực, nó không hết. Thì trở lại qua cái điều trang cấm thứ năm này, có hai ý chúng tôi sẽ nhắc lại. Ý thứ nhất là nếu như chúng ta còn ăn mặn, ăn chay kỳ một tháng 4 ngày, 6 ngày, 10 ngày gì đó, thì quý vị cũng phải cố gắng hạn chế tuyệt đối, không được ăn các cái loài vật mà Đức Thầy cấm chúng ta ăn, đó là trâu chó bò. Bởi vì đây là các cái loài vật giúp cho đời. Và ý thứ hai nữa, ăn thầy cấm ăn các con vật giúp cho đời, mà cúng thì thầy cấm tiệt không cho chúng ta sát sanh hại vật để cúng kiến. Bởi vì khi hôm nay chúng ta sát vật để cúng kiến thì về cái mặt dị đoan mê tín thì chúng ta đã nhẹ dạ dễ tin, về cái nghiệp lực nhân quả thì chúng ta đã gây thêm một cái nghiệp nữa để rồi chúng ta định trả. Thì đây là hai ý căn bản nhất, và Đức Thầy muốn giải thích cho chúng ta rõ thế nào là tà thần, thế nào là chánh thần, để chúng ta cố gắng mà học hiểu để rồi mình hành theo, không chạy theo dị đoan mê tín nữa. Bởi vì bỏ dị đoan mới thấy đạo màu, bớt giả dối, gặp người thượng cổ, mà Đức Thầy đã rất rõ. Thì đến đây thì chúng tôi cũng xin kết thúc qua cái buổi nói chuyện thứ ba ở trong tám điều đăng cấm, mà chúng ta đã trình bày đêm nay được hai điều rồi, tức là điều thứ tư và thứ năm. Thì do thời lượng thì chúng tôi trình bày tâm sự đêm nay hai điều thôi. Thì có thể là kỳ tới thì chúng ta cũng gặp gỡ hai điều nữa, tức là thứ sáu, thứ bảy, và chúng tôi tranh thủ gặp gỡ thêm một lần nữa ở điều thứ tám và phần cuối.
để chúng ta xong cái phần trình bày tám điều răn cấm mà chúng tôi cũng đã ao ước từ lâu, tức là có thời gian nhiều để chia sẻ một cách cặn kẽ theo lời Đức Thầy. Để chi? Để cho chúng ta hiểu mà tu, bởi vì giới luật là mạng mạch của đạo, một cái nền tảng căn bản để tạo chúng ta có được trí tuệ. Nếu như nhà tu mà chúng ta không hiểu rành giới luật, không hành theo thì chúng ta sẽ không đạt kết quả. Thì dầu có niệm Phật, dầu có cúng lại, dầu làm từ thiện mà chúng ta cứ phạm giới luật hoài, thì tôi tin chắc rằng giữa cái nghiệp và cái phước nó sẽ bù trừ với nhau, và cuối cùng thì chúng ta không đạt kết quả. Thì cũng hết sức là kính cảm ơn quý đồng đạo đã dành cái thời gian lắng nghe trong cái đêm nay qua hai điều răn cấm thứ tư và thứ năm. Đến đây chúng tôi cũng xin kết thúc. Thì kính chúc quý vị có một buổi tối an lạc, niệm Phật và ngủ thật ngon, để chúng ta có một cái nguồn năng lượng tích cực để ngày mai chúng ta tiếp tục công tác hành đạo của mình. Xin trân trọng kính chào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.